chiều qua ngày 7 tháng 6 tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, một chiếc xe buýt BRT tuyến 1 đã bốc cháy cách trạm Kim Sơn 500m, khiến ít nhất 48 người chết và hơn 30 người bị thương. Các nạn nhân lần lượt được đưa đến bệnh viện số 1 và bệnh viện 174 để được cấp cứu kịp thời. Hai chiếc xe cứu hỏa cùng cứu xe thương đã được điều đến hiện trường. Cho đến 7 giờ tối qua, theo giờ địa phương, ngọn lửa về cơ bản đã được dập tắt. Theo nguồn tin tại hiện trường, trong số người bị thương có hai thí sinh tham dự kỳ thi đại học năm nay. Phía cảnh sát cho hay, nguyên nhân xảy ra sự cố là do bánh xe bốc cháy, lửa lan đến bình xăng và gây ra vụ hỏa hoạn. BRT là hệ thống xe buýt nhanh, còn được gọi là hệ thống tàu điện trên mặt đất, có làn đường riêng, vận tốc nhanh, đúng giờ, là hệ thống giao thông tương đối phổ biến tại Trung Quốc.